Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Hai ngày 23 tháng 12, 2019. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn là chương trình phóng sự tại Dayton, Ohio và phóng sự cộng đồng tại Hoa Thịnh Đốn. Để mở đầu, Bích Phượng cứ mời quý vị theo dõi phóng sự Cây Quỷ giúp đồng bào đang lánh nạn Cộng sản tại Thái Lan, Việt Nam. Kính chào quý vị, chúng tôi là Võ Thanh Nhân và hôm nay chúng tôi cùng nhạc sĩ Nam Lộc ở tại Dayton, Ohio để làm một cái bản tin gửi về cho quý đồng hương trước khi mà chúng ta bước vào mùa lễ Giáng sinh. Trước hết em xin được kính chào anh Nam Lộc. Dạ vâng, xin chào anh Vũ Thành Nhân và xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị khán giả của SBTN ạ. Khi mà chúng ta có mặt ở đây có nghĩa là phải có một cái công tác gì đó, cái công tác gì đặc biệt đó, và thường thường những cái công tác đó anh Nam Lộc với em hay đến những cái nơi, những cái thành phố mà họ thường có những cái quyết định để mà gây quỹ giúp cho những người tị nạn, mà đặc biệt kỳ này chúng ta trở lại là lần thứ hai chúng ta đến đây. Hồi năm ngoái anh em mình cũng có mặt ở đây. Dạ vâng. Thì năm nay anh Nam Lộc có thể cho em biết cái ý nghĩa của cuộc gây quỹ kỳ này và cái chương trình tổ chức nó như thế nào vậy thưa anh? Dạ vâng, cái duyên của chúng ta là đến được những cái nơi tổ chức có những cái chương trình ý nghĩa như vậy. Anh cũng biết là đây là cái cuối tuần trong cái dịp Giáng sinh cho nên có rất nhiều nơi tổ chức, nhưng mà tôi quyết định nhận lời ở cộng đoàn Thánh Tâm cũng như là cộng đồng người Việt tại Dayton, Ohio. Như là anh Nhân vừa nói là đây là lần thứ hai chúng ta đến đây, là bởi vì ý nghĩa của ngày hôm nay là cộng đoàn cũng như là cộng đồng chúng ta đang quyên góp được một số tiền để giúp đời sống của đồng bào ở bên trại tị nạn, ở bên những đồng bào tị nạn ở bên Thái Lan, chúng tôi xin lỗi, chứ còn bây giờ không còn trại tị nạn nữa. Vâng, thì cái quan trọng ở chỗ là họ cũng, các trẻ em bên đó, hàng ngàn trẻ em cũng cần những cái món quà và Giáng sinh. Đời sống của những người thuyền nhân, những cựu tù nhân chính trị hay tù nhân lương tâm sống ở đó không có công ăn việc làm, thành ra mỗi nơi một chút, nếu mà có thể tiếp tay được họ để cho họ có một cái số tiền nào đó tiêu dùng trong lúc khó khăn này, thì đó là cái ý nghĩa. Và cái điểm quan trọng cũng ở đây là chương trình ngày hôm nay không phải gây quỹ để đưa vào cái quỹ tị nạn của Voice, tức là hoàn toàn một cái quỹ để giúp cho đồng bào cái đời sống của họ một phần nào thôi anh. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng được biết rằng khi mà chúng ta nói đồng bào tị nạn ở đây thì chúng tôi hiểu được đồng bào tị nạn ở Thái Lan nó khác hơn chúng tôi ngày xưa đi tị nạn ở ở Sông La, ở Indonesia hoặc là ở Philippines. Cái quy chế về tị nạn nó cũng khác và cái hoàn cảnh nó cũng khác. Anh Nam Lộc có thể chia sẻ với em những cái khó khăn mà hiện nay mà đồng bào tị nạn của chúng ta đang phải gặp phải, mà tại sao chúng ta ít nhiều có trách nhiệm với những người đó vậy thưa anh? Thưa anh, nếu mà gọi là chúng ta phải có trách nhiệm thì không hẳn. Đó là cái ý thức của mỗi một người thôi. Đồng bào chúng ta hiện nay ở trong nước, có những người là cựu thuyền nhân trước đây đã bị trục xuất về, có những người ở bên đó suốt 30 năm qua, có những người bị trục xuất về bây giờ tìm cách qua lại, tại vì họ đi tìm tự do, con đường họ chưa đến cho nên họ tiếp tục ra đi. Bên cạnh đó có những tù nhân lương tâm, có những người đang bị đang hoạt động ở trong nước, đang bị lùng bắt, có những người nạn nhân của sự đàn áp về tôn giáo vân vân, thì họ sang bên Thái Lan để lánh nạn. Vì rất tiếc là Thái Lan là một quốc gia không có ký vào cái công ước tị nạn năm 1951, cho nên họ, những người tị nạn ở đây không được phép đi làm, không được cái quy chế tị nạn. Tuy nhiên đa số những người tị nạn này đã đến trình diện ở cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc và họ được cấp cái thẻ tị nạn, và với cái thẻ đó đó thì các quốc gia tự do có thể đón nhận họ. Nhưng mà rất tiếc là đến giờ phút này thì thưa quý vị, không có một quốc gia nào trên thế giới nhận người tị nạn Việt Nam. Chỉ có một nước duy nhất là Canada, họ nhận qua cái chương trình Private Sponsorship, tức là bảo trợ tư nhân. Và chỉ có một cái tổ chức duy nhất giúp đồng bào chúng ta đi định cư là Voice. Thì anh cũng biết là cái khó khăn như vậy mà muốn đem một người sang định cư trong cái chương trình Private Sponsorship đó, thì chính phủ Canada họ đòi hỏi là chúng ta phải thế chân 11.000 đô la một đầu người, rồi chúng ta phải lo vào khoảng 2-3.000 để cho họ có chi phí chuyển vận hay là khám sức khỏe vân vân. Thành ra cái số tiền đó Voice đang cố gắng để mà gây quỹ, và họ chỉ
dám nhận cái đợt đầu là 50 người. 50 người như vậy thì anh làm một bài toán, anh cũng biết là cũng phải cần một cái con số 700-800 ngàn đô la. Vâng, vì thế cho nên Voice không có khả năng để mà giúp đỡ đồng bào trong cái đời sống hàng ngày, tùy thuộc vào những cái cộng đoàn hay tổ chức cộng đồng người Việt ở hải ngoại hay là các cá nhân. Nếu có lòng thương họ, quan tâm đến họ, thì thí dụ như đặc biệt là ở ngay cộng đoàn Thánh Tâm này, đã có những người ân nhân đích thân sang Thái Lan gặp cha Peter Nam Wong, gặp đồng bào tị nạn. Họ tìm được cái lý do tại sao đồng bào mình sống với nó lại khổ sở như vậy. Họ trở về đây họ mới tổ chức. Tức là có những người là nhân chứng sống thôi anh. Họ không nghe lời đồn đãi, họ không nghe ai nói hay là ai gọi là thuyết phục họ, mà họ muốn đích thân nhìn thấy. Thì may mắn thay là cộng đoàn Thánh Tâm có những người thiện nguyện viên đã sang tận Thái Lan. Và tôi cũng được hân hạnh gặp họ bên đó một vài lần. Thì đấy là cái điều may mắn cho đồng bào mình. Hy vọng là tối hôm nay sẽ có một cái số tiền nào đó thì cộng đoàn sẽ gửi trực tiếp cho đồng bào chúng ta, chứ không qua bất cứ một tổ chức nào thôi anh. Khi mà chúng ta nói còn có người tị nạn, thì con số những người tị nạn hiện nay ở Thái Lan là có khoảng bao nhiêu ngàn người, và vấn đề mà những người mà đã được cái quy chế là tị nạn của cao quỹ là bao nhiêu, còn là những người kia là con số mình có thể biết được không vậy thưa Nam Lộc? Thưa anh, thành thật mà nói là không ai có một không có một cái thống kê nào rõ ràng cả. Chúng tôi dựa vào hai yếu tố. Thứ nhất là dựa vào những cái tin tức do cha Peter Nam Wong ngài ở bên đó, cho nên này dù một phần nào cũng nắm được tình hình, cũng như là dựa vào các anh chị em tị nạn hay là tù nhân lương tâm, họ biết từng nhóm với nhau, hay là các mục sư lo về đồng bào Tây Nguyên, thì làm một bài toán thật là sơ khởi thì chúng tôi thấy có vào khoảng 2.000 người. Trong 2.000 người đó thì có lẽ một nửa đã nhận được cái quy chế tị nạn của cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Thì đấy là những cái con số mà chúng tôi dựa vào những yếu tố như vừa nói với anh để làm một cái thống kê. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng được biết rằng khi mà còn người tị nạn á, thì chiều đửa chứng tỏ là đất nước của chúng ta còn có cái gì đó nó không ổn lắm. Không ổn vấn đề về chính trị, không ổn về kinh tế, hoặc là những đời sống của người đó, nếu mà họ ở Việt Nam thì có bị đe dọa như thế nào đó. Do đó nên người đi trước hoặc là người đi sau cũng có những cái lý do giống nhau. Chúng tôi, những người đi làm truyền thông, những người may mắn đi trước, thì ngày hôm nay chúng tôi hy vọng là chúng tôi làm được cái bản tin này để gửi đi khắp nơi, và hy vọng chúng ta có điều kiện chúng ta sẽ giúp đỡ những đồng bào ruột thịt của chúng ta ở trại tị nạn, ở các nơi mà không gọi là trại tị nạn, mà ở cùng khắp những cái thành phố ở Bangkok hay những cái nơi nào đó ở Thái Lan. Hy vọng chúng ta sẽ giúp được họ, và giúp gần nhất là họ có được cái mùa Giáng sinh an lành giống như chúng ta hằng mong ước cho chính chúng ta và gia đình của chúng ta. Một lần nữa em xin được cảm ơn Nam Lộc. Dạ vâng, cảm ơn anh Võ Thành Nhân, cảm ơn quý vị, và chúc quý vị một Giáng sinh thật là đầm ấm, bình an và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin tạm ngừng trong giây lát. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.